làm sao chèo chống dần nước nổi trôi không ngăn được dòng lệ rơi. Rồi đến hôm nay cơ nghiệp của người sắp phai tàu Thái Hậu, dân lệnh của Thái Hậu, thập đạo tướng quân và văn võ triều thần đã tề tụ trước điện Trường An. Mời vào. Tuân lệnh. Thập đạo Lê Hoàng xin bái kiến Thái Hậu. Ta miễn lễ, các khanh hãy bình thân. Đội ơn Thái Hậu. Được lệnh đòi, thần và bá quan văn võ ưng hầu chờ nghe lệnh dạy. Ta triệu tập bá quan đến đây để giúp ta phán quyết một điều hệ trọng. Nhưng trước hết, thập đạo tướng quân hãy cho ta và triều thần biết rõ thêm về chiến sự. Tàu Thái Hậu, hiện nay thì ba cánh quân của Hầu Nhân Bảo cùng Tôn Toàn Hưng vượt núi bằng rừng, gươm dao sang ngời, qua ải Lạng Châu hợp cùng khâm cổ, qua đường Tây kết kéo vào. Còn lưu rừng thì đội thủy binh rất mạnh, đang ngày đêm theo đường thủy bạch đằng muôn tâu, thần đây đã điều binh ngăn thế giặc càng. Xin Thái Hậu cho thần trở lại với ba quân. Vì ta quyết không đem Long Bào dâng nộp, rồi nhân lúc ta đang rối rắm nỗi tình, chúng xua quân sang xâm lấn biên đình, muốn ngăn được giặc thù trên dưới phải đồng tâm. Muôn tâu Thái Hậu, tướng sĩ ba quân trên dưới nhất giả một lòng, cùng quan thập đạo ngăn thu giữ nước. Hay, hay lắm. Trước khi cùng ba quân xông lướt, ta muốn đem tiếng nói tận đáy lòng gửi gắm đến Hiền Khanh. Quân lo việc nước sao mạnh, đã có khi ta tự hỏi, ta đang vì cơ nghiệp nhà Đinh hay ta đang vì giang sơn đại việt? Rồi khi ngọn lửa Trường Yên bừng bừng báo tin giặc dơ, ta mong được lãnh cơ liệt nữ như trân triệu của ngàn xưa cùng lưỡi gươm thiên sông lướt xa trường. Muốn được cùng ba quân neo chí ngoan cường, để ta thấy mình chỉ vì muốn dân vì tổ quốc, không bị buộc ràng bởi cơ nghiệp riêng. Thái Hậu,
nước có vua, nhà có chủ. Tuy Ấu Quân còn nhỏ dại, nhưng đã có Thái hậu ngày đêm lo lắng việc non sông, nên giữ cho Ấu Quân yên vị ngay đầu, đó cũng là giữ cho vẻ toàn bờ cõi, giữ yên nền tự chủ. Khi nhìn lại những khúc quanh trong từng trang sử, cái quyền nghĩa danh chỉ là đầu môi tạo nên bao của kiếm thương tàn. Người có quyền quý tối thượng mà chỉ nói, nên mới có một chiêu thánh bị đẩy rơi vào bể hận sầu, một ban cơ tuyệt mạng vì cành tấu hết nồi da. Tâu Thái hậu, xin Thái hậu đừng nên lo sợ, chúng thần sẽ quyết một lòng bảo vệ cho Âu Quân. Vì vậy nên ta muốn hiện danh chỉ một lòng vì thần dân trăm họ, vì đại việt non sông mà tôi nhận tâm lòng. Tâu Thái hậu, ta muốn nghe tiếng nói của ba quan, của ba quân tướng sĩ. Muôn tâu Thái hậu, thập đạo Lê Hoàng là một đại tướng tài ba lỗi lạc, trí dũng hơn người, lòng ngay thẳng trung can. Người mà được toàn dân tin yêu tín dụng, không ngoài ai khác chính là quan thập đạo Lê Hoàng. Xin quan thập đạo hãy vì muôn dân, vì trăm họ. Vì muôn dân, vì trăm họ. Tâu Thái hậu, thưa các vị đồng liêu, nếu tài đức của Lê Hoàng tôi được binh sĩ tin yêu, được thần dân tín nhiệm, thì Lê Hoàng tôi sẽ được tiếp tục mặc chiến bào sống trận, như thở nào đã cùng tiến đi sông pha. Nay biên thủy đang có giặc tranh, sao lòng dân bất định khi triều đình thay chủ đổi ngôi. Dân đã chọn hiền khách, chỉ có thuận lòng dân thì mới mong cơ nghiệp đã thành. Đêm đã tàn rực rỡ ánh dương quang, thiên đế đang chờ canh cùng chúng tay đuổi giặc. Vì tình chiến hữu hại nghiêng dài danh giá, cơ nghiệp của người ký thác bậc hiền nhân. Tâu Thái hậu, hỡi văn võ ba quan, dạ, hỡi thần dân đại việt, đất nước ta từ thuở các vua hùng dựng nước, bao cơn suy thịnh, bao cuộc biên thiên, nhờ công ơn các vua thanh tôi hiền vẫn toàn vẹn nuôi sông. Con thuyền giang sơn là của chung trăm họ, nên thần dân có quyền chọn người gánh vác việc chân chèo. Xin quan thập đạo hãy vì non sông, vì đại cuộc. Tâu Thái hậu, truyền tương long bào. Hoàng Thái hậu của triều đình trao tấm long bào cho tân triều hoàng đế. Vì giang sơn, vì thần dân trăm họ, Lê Hoàng tôi trang trọng nhận tấm long bào như trách vụ thiêng liêng với non sông đại việt. Hãy mang tri cả tài cao mà phụng sự, để dòng giống tiên rồng đến ngàn năm sau vẫn ngời sang quê.